Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ làm cái bộ nail những cái màu mới ha, và cùng với những cái design mới, những cái bông hoa tươi lớn đẹp và dễ thương. Thì đây là một người mẫu đến từ châu Âu. Đó. Thì đây là những cái bông hoa mới ha, mình sẽ phối lên những cái màu này. Đó là kèm theo những cái màu CLO 105 với là SL Chanel màu mới luôn ha. Cũng là màu số 10. Cũng với là màu moon với là màu matte ha. Thì mình làm sao thì nói chung là bộ đeo này rất là đơn giản, cũng không có diamond, cũng không gì hết. Nó chỉ là phù họa lên những cái ombre với là những cái bông hoa này mới thôi. Thì những cái bông này nó mới về ha, thì mọi người có thể order ở trên website là như thế nào. Đó, thì order hoặc là gọi vào số phone ha, thì mình order những cái bông này. Thì những cái bông này rất là đơn giản, design rất là dễ nha mọi người. Thì tí nữa Smile sẽ làm lên cho mọi người coi ha. Thì ok, thì bây giờ mình đã show cho mọi người coi ha. Thì trong cái thời gian mà mình đắp á, thì mọi người muốn hỏi cái số màu, thì bây giờ đây là cái số màu ha. Đây là cái số màu mình chuẩn bị làm lên trên cái bộ nail này. Thì nó bộ nail này rất là đơn giản nha mọi người. Đó. Ok ha. Và người mẫu này đến từ Malaysia nha. Đó, đã ghé thăm AT&T Nail. Đó. Right, you from Malaysia, right? Baby. You from Malaysia, right? Ok. Ok. Thì hôm nay là mình sẽ làm lên ha. Đó là những cái nail như thế này. Đó, thì tất nhiên thì những cái tông này thì mình sẽ đi với những cái tông này ok ha. Còn những cái này thì màu nó khác biệt hơn, mình bỏ qua bên. Thì với những cái hột này thì mình có thể là design nguyên nguyên thu luôn, là có nghĩa là rất là lâu, rất là nhiều. Đó. Đó, thì rất là nhiều nha mọi người. Thì đó, mình mua về mình có thể gắn lên ha. Rất là dễ làm, rất là dễ design. Ok ha. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ lên ha. Đó. Ok. Thì ok, hi baby. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra từng hộp màu ra ha. Thì cái màu này là CLO số 15 nha. Với là cái màu này là SM số 10. Đó. Mình sẽ bỏ ra. Và cái màu này là số Moon. Số Moon TBC 03. Đó. Và cái màu này là TBC 05. Đó, nói chung là hai màu này nó cũng tự tựa giống nhau, nhưng mà cái màu này là màu gold. Còn cái màu này là màu là Angel ha. Rất là đẹp, rất là dễ thương. Ừ. Đó, trước khi mình làm ha, thì mình trước khi mình làm thì mình lấy ra trước nhé. Đó, mình sẽ lấy những cái tông này ra. Đó, mình phải lấy ra trước nha, tại vì khi mà mình đắp á thì tất nhiên cái bột nó sẽ bị khô rất là nhanh. Bởi vậy mình không có thể mà vừa đắp xong mình lấy ra thì nó sẽ bị chậm nha. Thì khi mà nó chậm quá mình sẽ bỏ lên không có kịp ha. Và khi mà nó không kịp nó sẽ không có được đẹp nha mọi người. Ok. Thì sau đó mình sẽ lấy một cái cây vẽ mà diamond design ha, lên như thế này. Và mình sẽ dùng cái crystal clear nữa. Và cái mọi người nhớ khi mình làm những cái này mình phải dùng cái crystal clear nha. Crystal clear là gì? Crystal clear là sự trong dẻo của mà cái bột clear ha, nó không bị ma bột. Và nó không bị hột ha. Đó, và đó. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm lên. Thì ombre thì mình, tất nhiên mình sẽ làm ombre lên mấy ngón. Mình sẽ làm ombre lên 3 ngón và 2 ngón mình sẽ design. Ombre 2 ngón mình sẽ lấy từ hai màu này ha. Tại vì hai màu này rất là dễ thương, rất là trẻ ha. Đó. Đó, hai màu này nha, màu hồng với là màu màu giống như baby blue á, sky blue SM10 với là CLO ha, CLO số 105. Đó. Mình sẽ bỏ qua mấy cái này qua một bên ha. Ok, bây giờ mình sẽ làm lên nha mọi người. Đó. Thì tất nhiên mình chỉ cần design hai ngón này thôi, còn ba ngón lại mình làm ombre lên ha, để cho nó đẹp, cho nó dễ thương. Đó. Mình sẽ lấy cục bột lên như thế này nha. Đó. Và nhớ mọi người, khi mà cục bột mình lấy mà nó không có smooth á thì mình phải xoay cái hũ bột nha. Xoay hũ bột làm gì? Để làm cho cái bột nó mịn ra, và khi nó mịn ra thì mình lấy cục bột nó sẽ nói chung là nó sẽ chín hơn và nó sẽ tươi hơn. Đó. Mà khi mình muốn lấy á, thì mình sẽ bỏ lên như thế nào, mình làm cái ombre. Ombre
mình sẽ bỏ lên là 70% nhé. Đó, và sau khi mình bỏ lên mình sẽ từ từ với lại với nó ha. Đó, mình từ từ thôi. Thì cái reel bag của cái người khách này thì nó sẽ hơi ngắn, mình sẽ làm cho nó dài một chút xíu nha. Tại vì nếu mà mỏng quá thì nó rất là dễ bị gãy. Đó, mình sẽ cho nó dài, nhưng nhớ phải có cái độ curl. Curl là gì? Curl là độ u lên ha. Đó. Đó, mọi người thấy cái bột không? Rất là dẻo nha, rất là dẻo, rất là dễ làm luôn. Đó. Đó. Đó, khi mà cái bột cái đang còn ướt như thế này á thì tất nhiên mọi người phải đợi một chút xíu ha. Để đợi làm gì? Để cho cục bột nó khô. Và khi nó khô mình vuốt thì nó sẽ đi rất là dễ dàng và nó rất là dẻo ha. Đó. À, khi mà bột đã khô rồi mình sẽ lấy nước mình vuốt từ số 1 tới số 3. Đó, sau đó mình sẽ vuốt nhẹ hai bên hông như thế này ha. Mình sẽ đi xuống nhẹ nhàng thôi. Nhẹ thôi ha. Đó. Và mọi người nhớ là phải có cái độ dày nha, tại vì cái nail bag của kỳ khách này rất là nhỏ, rất là ngắn. Đó, mình cần phải bia có cái độ dày, nếu mà không có độ dày nó sẽ bị gãy. Mà khi mà nó gãy, nó sẽ gãy vào móng tay thật của người khách nha. Bởi vì mình phải cẩn thận ơn trong những cái móng mà cái real bag mà ngắn như thế này. Đó, và sau khi mình xong rồi, mình sẽ đợi một chút xíu. Mình sẽ lên nhẹ hai bên hông. Và khi mình lên nhẹ hai bên hông rồi, sau đó mình sẽ vuốt lại một chút xíu nữa là như thế này. Đó, và sau đó mình sẽ đi xuống nhẹ nhàng ha. Và thế là mình đã có cái gì? Đã có một cái móng ombre. Ombre là gì? Ombre là ombre hai màu. Đó. Đó. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái shape lại ha. Đó, mình làm cho cái shape cho nó đẹp rồi nó dễ thương. Đó. Chỉ cần mình gì kỹ càng một chút xíu thì mình sẽ đỡ cái phần mà mình chạy máy nhiều hơn nhé. Đó. My God, so beautiful baby. Yeah, see, I'm still can see. Yeah, I can see, you know. Yeah. À, cái màu blue này gọi là baby blue, chỉ cái màu là CLO số 105, CLO 105. Nó có nhiều màu blue lắm chị, có baby blue, có dark blue, có nhiều lắm. CLO số 105 nhá. Đó, màu này đắp rất là tươi ha. Đó, đặc biệt những cô gái mà trẻ trẻ như thế này rất là thích những màu này. Đó. Đó, sau khi mà mình đã chỉnh xong được cái shape và cái shape của mình đã vô như thế nào đã gọn rồi ha. You love it? I told you, baby. I told you, you gonna love the color, you know, this color, yeah, beautiful, right? Ok, bây giờ khi mà mình đã xong rồi, bắt đầu mình sẽ chuyển qua là gì? Mình sẽ chuyển qua cái màu pink. Màu pink là gì? Màu pink là cái màu SM số 10 nha. Đúng là cái màu đó. Nó có cái màu lợt hơn nữa, mà nó có cái màu đậm hơn nữa. Nhưng mà thường thường lợt như vậy người ta dễ xài hơn. Cái màu này khách nhiều xài nhiều lắm. Đúng rồi, nếu mà đậm quá thì nó không có được baby lắm. Nhưng mà nó lợt thì nó nhìn giống như baby á, baby smile ha. Thì cái màu này mình sẽ cho thành cái màu pink trước nha. Tí nữa mình sẽ đi cái màu blue lên. Thì mình sẽ cho vào ở đâu 70% ha. Nó 80, nó 70. Thì trên cái màu này là màu. Đó, mình nói dữ quá bỏ bột khô. Đó, nhớ là mình đang xài cái cỏ rất là nhỏ nha mọi người. Đó, tại vì khi mình làm ombre mình xài cỏ nhỏ, mình rất là dễ làm, rất là dễ đắp, rất là dễ vuốt ha. Đó, mình sẽ cố gắng mình giữ cái bột như thế này ha. Đó, và sau đó mình sẽ vuốt xuống như thế này từ số 1 tới số 3. Đó, sau đó mình sẽ đi xuống nhẹ nhàng ha. Đó. Chỉ có cái set Chanel này chứ, set Chanel là ombre đẹp lắm chị. Đó. Mình sẽ vuốt nhẹ hai bên hông, khi mà bột đang còn ướt thì mình sẽ từ lại ha. Đó, khi mà mình từ lại xong rồi mình sẽ vuốt từ trên xuống như trang từ 1 tới 3. Đó, và sau đó mình sẽ vuốt nhẹ hai bên vào như thế này. Thì mọi người thấy không, khi mà cục bột đủ khô thì tất nhiên cục bột đi rất là dễ dàng và nó sẽ không bị chảy và nó không bị thiếu nha, mà nó sẽ là đi từ đầu tới đầu móng rất là gọn gàng ha. Bắt đầu mình cũng vuốt từ trên, tại vì bột nó càng xuống nó sẽ càng ướt. Thì khi mà nó càng ướt á, thì tất nhiên thì mình vuốt cục bột nó sẽ bị móp đi cái phần ở giữa đây, là cái bì hẩm ở đây. Thì khi cục bột vừa đủ khô thì tất nhiên cục bột của mình á, mình làm rất là dễ dàng, mọi người thấy không, nó đi rất là dễ dàng ha. Đó, mà khi mà dễ dàng rồi thì mình vuốt ra rất là đẹp. Cái shape là gì? Shape là shape này là shape co phần nha. Thì mình dùng cái shape gì? Mình dùng cái móng dài, móng nhỏ để mình cắt ra thành co phần. Thì mình làm những cái móng design này mình cần dùng những cái shape này để làm gì? Để cho nó đẹp hơn. Và cái shape của mình nó straight và nó đẹp và nó skinny và nó dễ thương ha. Và nó rất là nhanh làm và mình không có worry là mình vuốt khó nữa. Đó. Oh my God, so beautiful this one. Đó. You in love? Yeah, I love you.
Hello Viên Trương ha. Mọi người giúp cho Smile chia sẻ cái video này ha. Thì qua ngón này thì mình sẽ đắp lại cái màu blue nha mọi người. Thì nó màu pink ha. Tại vì cái ngón này là blue rồi, mình sẽ qua pink tím thì mình sẽ đổ lại ngược lại bên bàn tay kia. Đó. Thì mình cũng cho nó là 70% nha mọi người. Đó là số 7 ha, từ số 3. Có. Thì mình sẽ bỏ lên như thế này ha. Đó, mình sẽ giữ một chút xíu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Mình sẽ đẩy lên nhẹ nhàng cũng y chang ha. Tại vì mọi người thấy cái real bag của người khách này không? Rất là nhỏ, rất là ngắn, rất là dễ thương. Đó, nhưng bây giờ mình sẽ cho Mình sẽ cho nó một chút xíu bột lên đây ha. Nhớ là phải có độ dày. Nếu mà không có độ dày nó sẽ bị gãy. Và nó sẽ bị gãy vô móng thạch nha. Đó, và nó sẽ bị lip nữa. Bởi vì mình phải có cái độ dày ở đây. Đó, khi mà cái drill bit dài không nói, nhưng mà cái drill bit ngắn như này mình phải build cho có cái độ dài. Mình sẽ vuốt từ số 1 tới số 3. Đó. Sau đó mình sẽ đi xuống ha, đi xuống nhẹ nhàng. Ô, tự nhiên xuống đây mà nó ướt. Ô thì mình phải làm sao? Mình phải nhẹ lại hơn nữa, đúng không? Thì cái cách vuốt của mình nó phải nhẹ hơn. Thì mình bây giờ thì tất nhiên xuống như đây nó sẽ càng ướt nữa này mọi người thấy không? Mình cũng vuốt từ số 1 tới số 3, vuốt từ trên xuống để mình câu thời gian. Hoặc là mình có thể đi ăn cơm rồi xong rồi vừa đó mình vuốt nhá. Đó, bột rất là dẻo nha mọi người. Đó. Oh my god, so beautiful, you know. Yeah, so sexy, you know. Yeah. They like this color, right? Yeah, you love it, right? Okay. Okay, bây giờ mình sẽ vuốt nhẹ xuống nha. Oh, it's okay. I fix it for you, don't worry. Okay, thì đó, thì mình cũng vuốt sơ một chút xíu nhẹ như này ha. Đó, vuốt nhẹ thôi. Ơi là nhẹ, mọi người thấy không? Đó, khi mà nhẹ xong bắt đầu mình sẽ chỉnh ở đầu móng như thế này, mình sẽ lên cái bột dưa ra. Bột dưa là gì? Bột dưa là bắt buộc mình phải dũa lại. Bởi đó, mình để hạn chế cái dũa là mình phải lên cái bột dưa ra nha. Đó. Đó, thế là mình nhớ phải giữ cái xếp nhá, không được mấy cái xếp. Đó, mình phải giữ cái xếp cho nó đẹp ha. Đó, mọi người thấy đẹp không? Cái màu này là màu Chanel số 010 nha. Đó, màu Chanel số 010 trong set 15-15 màu ha. Rất là đẹp ha. Đó, mình đắp nguyên móng cũng đẹp mà đắp ombre cũng đẹp. Và bây giờ mình sẽ đi lên cái ombre cho mọi người coi ha, để coi cái ombre của cái màu Chanel này ra như thế nào. Thì khi mà mọi người làm trong một cái thời gian mà khí hậu nóng quá mà vuốt không kịp á, mình có thể là bỏ một cái gì lên, mình bỏ một cái lớp nước lên cái màu blue trước. Sau đó mình sẽ lấy cái màu Chanel số 010 mình bỏ lên. Mình sẽ bỏ lên ha, mình sẽ bỏ 1, 2, 3. Mình sẽ đưa lên, bắt đầu mình sẽ đẩy nhẹ vào cái cuticle như thế này. Đó, nhớ là đừng có để cho nó đụng cái cuticle, phải bắt buộc là nó phải mỏng nha. Sau đó mình sẽ dồn bột hai bên vào ở giữa như thế này. Đó, mình sẽ vuốt mỏng nó xuống như thế này. Oh my god, so beautiful, you know. Yeah, so sexy. Đó, nó khi mà mọi người thấy mà cái bột mà nó bị thiếu thì mình có thể là lấy bỏ thêm nha. Nhưng mà thiếu mà nó đủ rồi thì không cần phải bỏ thêm nữa. Thì mình chỉ cần chừng vậy thôi ha. Đó. Đó, sau khi mà mình xong rồi mình có thể lên như thế này. Đó, lên nhẹ lại ha. Ồ, nếu mà nhưng giống như người khách này muốn thêm một chút pink nữa thì mình làm như thế nào? Mình cũng làm y chang. Mình cũng có thể lấy một bột, không phải là mình lấy một chút xíu vậy mà mình bỏ ở đây là được nha. Tại vì khi mình làm như vậy thì tất nhiên nó sẽ không có đều. Mà mình cũng làm sao? Mình cũng lấy một cục bột y chang là nó đầy như thế này. Đó, nhưng mà nó đầy hơn, nó ít hơn là cái cục đầu tiên ha. Mình lấy một chút xíu vậy thôi. Mình cũng bỏ ngay vào cái cuticle, mình cũng đánh vô như thế này. Đó, và mình cũng đưa xuống như thế này. Nếu mà người khách muốn cái ombre của mình nó dài hơn thì mình có thể vuốt nhẹ hơn. Thì tất nhiên cái màu ombre của mình nó sẽ thì cái màu pink của mình nó sẽ đậm hơn. Thì mọi người thấy không? Oh my god, so beautiful, you know. So beautiful. Yeah. Cái set đó hả? Cái set này. Cái màu Chanel này đây bây giờ rất là popular ấy chị ơi, chị làm ombre rất là đẹp luôn. Chị xài cái liquid nào cũng vậy, không bị chảy, không bị gì hết luôn. Nó rất là dễ đặt đâu nằm đó. SM010 chị. Đó, cái màu này về chị đắp là thiên thu luôn á, đó. Đắp tới đâu là khách thích tới đó ha. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ cái màu mình sẽ bỏ cái màu blue lên ha. Màu blue lên. Dạ có chị. Cái này là cái màu này nữa luôn phải không? Dạ đúng rồi. Ok, khi mà mình đã xong rồi cái ombre đúng không? Mình sẽ lên nhẹ hai bên hông như thế này. Lên nhẹ thôi nha. Đó. Đó. Đó, chị thấy cái màu ombre của màu blue này đẹp không? Rất là đẹp nha chị. Đó, rất là dễ thương ha. Wow, so beautiful, you know. I'm in love.
Đó, đó, sau khi mà mình đã vuốt, mình là vuốt ra rồi nhá, mình lên nhá. Đó, nhớ nhá, mình phải lên. Đó, lên làm gì? Nếu mà trong cái thời gian mà bột chảy ra mà mọi người ham lên quá, tất nhiên bột nó sẽ bị gì? Bị khô. Và khi mà nó khô rồi mình vuốt xong rồi nó sẽ không có kịp nữa nha. Oh my god, so beautiful, you know. Yeah, so sexy. Đó, thì đây cái là màu, thế mà mình đổi ngược lại thì mình vuốt ngược lại. Thì sometimes có nhiều người khách thích như vậy ha. Thì nói chung làm vậy này nó không có đỡ chán, không có boring. Đó. À, thì bây giờ ngón này cũng y chang ha. Bây giờ oh my god, ngón út này thì nó hơi khó một chút xíu này. Không phải khó đâu, khó là gì? Khó là con nó ngắn quá, nó chút xíu à. Thì mình lấy cũng vừa đủ nha, đừng lấy nhiều quá. Lấy vừa đủ thôi. Đó, nhiều quá này ha, lấy ít thôi. Thiếu, mọi người nên nhớ là thiếu mình sẽ làm gì? Thiếu mình bỏ vô thêm. Đừng có nhiều quá thì nó sẽ bị tràn. Nó tràn, mà tràn là gì? Tràn nó sẽ rơi xuống dưới ha. Oh, nhẹ nhàng thôi, đưa vào cái kiriko nhẹ nhàng thôi. Oh my god. Đó, nhẹ nhàng thôi. Tại vì á, khi mà chị xài cái bột dẻo, chị làm cái ombre rất là dễ chị. Đó, mình vuốt nhẹ thôi, thấy không? Đó, vuốt nhẹ thôi. Ồ, tự nhiên tới đây cái nó bị khẩn lại, thấy không? Nó là có nghĩa là bị khô. Thì mình lấy một chút xíu gì? Một xíu nước mình vuốt. Sau đó mình sẽ vuốt nhẹ hai bên hông như thế này. Đó, vuốt nhẹ ha. Tại vì á, đa số nhiều người á, làm á, thì tất nhiên khi mà thấy cái bột nó chảy hai bên hông thì người ta cứ worry. Mà khi mà worry á, người ta cứ lên xong rồi có bắt đầu cái cục ở đây chưa có vuốt á, bây giờ khi mà vuốt lại nó bị gì? Bị khô. Đó, nếu mà nó chưa tan thì mình bỏ gì? Mình bỏ thêm một chút xíu đây. Đó, mình đập cho nó tan nhá. Nhớ là đập cho nó tan trước khi mình vuốt nha. Chứ không phải là bỏ lên cái là vuốt liền thì nó ra cái ombre nó mượt. Ombre là nói chung là tự đậm cho nó feel, nó blend vô chứ nó không có chỗ cao chỗ lợt ha. Đó. My god, so beautiful baby. Yeah. Yeah. No, chị nên lấy một set Chanel đi, bảo đảm về đắp rất là thích. Nó không có kén liquid. Đi chị xài liquid khô cỡ nào, chị xài liquid ướt cỡ nào, nó vẫn nằm yên một chỗ. Nó không có bị chảy, mà chị làm tới đâu nó vuốt tới đâu, nó vẫn dẻo tới đó. Đó. Mà chị thấy cái màu Finland lên ombre rất là đẹp nha chị. Đó, rất là dễ thương. Hello, hello Thanh Nhân Nguyễn, hello. Dạ, em mình Smile đang xài cỏ số 12 nha. Cỏ số 12, tại vì cỏ khi mình làm ombre mình nên xài cỏ số 12. Thì tất nhiên khi mình đẩy vào cái cuticle thì nó sẽ đẹp hơn. Đó. Và mình vuốt nữa cũng đẹp nữa. Hello Tiểu Vinh khỏe không? Khỏe ha, ok. Ok, bây giờ mình qua cái phần, nói chung là cái ngón này mình cắt một chút xíu nha. Cắt cho nó có một cái, mình bỏ cái màu gâu lên ha. Ok, khi mà mình cắt thì mình kìm cái gì để mình cắt ha. Thì mình cũng có thể dùng cái dao cắt bột ha. Đó. Thì cái màu này mình cho cái màu blue lên trước nha. Đó. Hôm nay chị cũng đi làm á chị? Đi mua đồ. Ừ, đi mua đồ ha. Trời ơi, chủ. Mà gặp sư phụ đang làm mà đứng chủ, coi. Chủ giờ chị sướng quá hả? Dạ. Ừ. Cái màu đỏ đó hình như màu đỏ đậm muốn lấy cái màu đỏ. Đó, khi mà mình muốn cắt á, mình làm nguyên móng là mình nhớ lấy cục bột cho nó dài chút xíu nha. Đó. Và nhớ đừng có lấy nước nhiều ha, tại vì cái bột dẻo là mình mọi người không cần phải lấy nước nhiều. Mình chỉ lấy nước một mà khi mình lấy nước mình lấy cục bột thôi. Còn khi mình vuốt bột á mình mới lấy nước nha. Nhớ cái cuticle mình phải chăm sóc cho nó gì, cho nó tròn và cho nó mỏng. Nhớ đừng có cho nó bị đụng cái da nha. Đó. Và sau khi mình đã xong nữa đúng không? Sau khi mình đã xong mình mới vuốt xuống như thế này. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi ha. Đó. Và sau khi mình muốn cắt chỗ nào thì mình dồn cái bột ngay chỗ đó nha. My god, so beautiful. Đó, mình vẫn giữ cái xếp liền ha. Đó, tự nhiên tới đây cái phần ở dưới móng tự nhiên nó ướt, nó tự nhiên nó dẻo hơn là cái phần ở trên. Thì tất nhiên mình sẽ đừng có vuốt nữa, mình sẽ dừng chân lại một chút xíu. Và sau khi mình dừng chân xong rồi bắt đầu mình mới vuốt ha. Mình vuốt từ trên xuống tiếp để mình ăn da, để mình trừ hao là nó khô. Thì tất nhiên khi nó khô mọi người thấy không, vuốt nó đi rất là dễ dàng và nó không bị móp đi cái phần đó của mình ha. Đó. Đó, và sau khi mà nó đã khô rồi đúng không? Nó đã khô rồi đúng không? Thì mình đợi một chút xíu nha. Mình đợi một chút xíu. Đó, trước khi mình cắt ha. Và khi mà để mình cắt á, thì mình dùng những cái con dao cắt bột, mình dùng tất cả, nói chung là cái gì là con dao. Nó dao nhỏ và cái dao lam cũng được nha. Thì tất nhiên mình phải lên thật kỹ ha.
Tại vì sometimes những cái dao này nó bị dính cái bột á, mình phải lên nha. Tại vì mình nếu mà mình không lên á, khi mình làm á thì tất nhiên nó dễ bị cắt, nó bị răng cưa ha. Và khi mà mình cắt á, mình có thể nhúng vào liquid nha. Đó, mình nhúng vào liquid, mình có thể cắt ngang như thế này, cắt xé cũng được và cắt như ha. Thì mình bây giờ mình sẽ cho nó qua bên như thế này. Đó. Đó. Ồ, đi ăn về rồi anh. Dạ. Yeah. Ăn gì anh? Ngon không? Why you not saying me hi? Oh, don't, don't, baby, 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 baby. Baby, baby, don't move, okay? You move. You say baby, don't move. Baby, baby. Don't move, okay? You say you, anh Kevin ngồi không? Đó. Khi mà mình khi mà mình cắt cố gắng nha. Mình cắt á, mình cố gắng mình đừng cho người khách mua nha, tại mua một cái là nó bị mất sắp cái đồ cắt của mình liền ha. Đó. Baby baby. Ok, thế là mình đã cắt xong, khi mình cắt xong mình phải linh nha, cũng phải linh nữa. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái gì? Mình sẽ lấy bướm chim ngà sáo lượn ha. Đó mình bỏ lên. Ok, thì bây giờ khi mà xong rồi thì bây giờ người khách của mình nó thích cái màu kim tuyến này này. Nếu mà phải sửa, nếu mình làm kim tuyến này mình bỏ lên nữa thì mình tất nhiên mình phải là bỏ cái gì? Mình sẽ bỏ một chút xíu thôi, xíu thôi, xíu xíu thôi. Lấy cặp này về xài. Dạ quang á, sơn màu nào cũng được, cái son sơn sơn lớp top lên nữa là thành màu dạ quang. Không cần mua nước sơn dạ quang, hiểu không? Anh về anh xài tất cả các color gel. Mọi người nhớ là mỏng thôi nha, đừng có cho nó dày quá. Tại vì mình còn design lên nữa, mình còn bỏ cái lớp clear lên nữa. Nếu mà nó dày quá thì tất nhiên nó sẽ bị cộm liền. Và khi mà nó cộm liền thì nó không có đẹp nữa nha. Đó, bây giờ mình sẽ lấy bướm thì mình bỏ lên thoải mái nha. Đó. Ok. Đó, nhớ là cục bột là cái cục bột khi mà mình đang còn ướt á thì mình bỏ lên thì nó sẽ dính như thế này. Mình không cần phải, nếu mà nó khô rồi nó không có dính á, mọi người có thể bỏ lên một cái lớp clear. Lớp clear mỏng thôi thì tất nhiên nó sẽ dính cho mọi người ha. Đó. Đó, sau khi mình bỏ lên rồi mình có thể chỉnh nha. Mình chỉnh theo ý mình muốn. Đó thì nói chung là đơn giản mà sơ sơ thôi thì nó đã đẹp rồi ha. Thì mình cũng không cần phải bỏ nhiều làm gì đó, đúng không? Đó thì tất nhiên chừng này thôi ha. Thì khi mà chừng này thôi thì tất nhiên mình sẽ làm gì? Mình sẽ đợi cho nó khô một chút xíu, nhớ là đừng có bỏ lên liền. Và đây là cái ngón mà cái ngón gì? Và đây là cái ngón mình sẽ bỏ hoa, bỏ bướm, bỏ bông lên, bỏ những cái cạnh này lên ha. Thì mình sẽ xé ra từng miếng như thế này. Đó, bắt đầu mình sẽ cho lên, mình sẽ cho ombre hai màu nha. Đó, bắt buộc hai màu thì tất nhiên những cái lớp trên này thì nó sẽ cần mỏng thôi, nó không cần phải dày. Đó, tại vì nếu mà nó dày nó sẽ cộm, nó rất là dày ha. Mình sẽ cho một lớp mỏng thôi, rất là mỏng. Đó. Mỏng thôi nha mọi người. Đó, mỏng thôi. Mỏng thôi. Mỏng thôi nha. Đó, sau đó mình sẽ bỏ một pin lên cũng y chang ha. Đó, mỏng thôi. Đừng cho nó dày quá. Đó. Đó, mỏng thôi. Đó, mình cho lớp mỏng thôi nha. Đó, cho một lớp mỏng thôi. Đó. Ok, sau khi mình xong rồi, mình sẽ cho những cái bông hoa lên. Bông hoa là gì? Bông hoa là bông hoa. Ồ, oh, mình để ngược rồi, oh my god. Yeah, ok, that's right baby. Ok, I'm sorry baby, don't worry, ok, I'm ok. Đó, mình cho lên ha. Mình sẽ cho những cái nhụy này lên. Nói chung là những cái design này rất là đơn giản nha mọi người. Rất là đơn giản mà cũng rất là dễ làm, không có khó nha. Đó, rất là dễ làm luôn. Đó, mà mình chỉ cần dán lên. Phải nhớ là cái bột nó đang còn ướt nha mọi người. Đó, nó không được quá khô nha.
nếu mà nó khô quá thì tất nhiên khi mình làm như vậy mình ỉn nó vô nó sẽ không có dính xuống sâu, mà khi mà nó không có dính xuống sâu thì nó sẽ bị cộm, mà khi mà nó bị cộm á thì tất nhiên nó sẽ bắt buộc cái bóng đó phải dày, thì tất nhiên khi mà nó dày thì nó sẽ dày hơn những cái ngón khác thì nhìn nó no nai thì không có đẹp nha. Nó cái gì nó đơn giản mà nó nhẹ nhàng mà nó mỏng thì tất nhiên cái gì nó cũng đẹp hết ha. Đó mình sẽ cho ít thôi, không có cho nhiều quá. Đó thì khi những cái móng này mình design lên nó nhìn nó rất là còn rất là cộm đúng không, thì tất nhiên khi mà mình bỏ một cái lớp mà clear quá mình sơn top lên nó nhìn rất là trong và rất là sáng, rất là đẹp nha mọi người. Đó mình có thể lấy tay của mình ỉn lại để cho nó bám vô nha, những cái chỗ hẩm, chỗ này chỗ nọ để cho nó không có nhìn bị cộm ha. Đó thế là xong ha. Oh my god, so cute, huh? So beautiful, isn't he? Oh my god, look at your nail. Oh my god, look, you fell in love. À, mọi người thấy không? Rất là dễ thương nha. Ok, hai Chương Trần, hai anh Chương Trần, anh khỏe không? Hai Lan Vũ ha. You like it? See, I told you, baby. You gotta love it. Look at your nail. They matching everything. Nah, yeah, so beautiful. Oh, I miss that. I miss that part. Chị thấy dễ thương không? Đó, nó đi liền không? Nó rất là đơn giản mà rất dễ kiếm tiền, là ôm đây bộ này lấy 200 được rồi. Giỡn thôi. Đó, nói chung là mấy cái design này rất là dễ dán mà rất là rẻ. Dán bằng đó, thì mình có vậy? Thể là hả? Dán thì mình dán bằng cái bông này nè chứ. Đó, bông mới về này. Trời ơi, bông này đẹp lắm. Vô à? Không. Mình đắp cục bột lên cho nó vừa đủ khô rồi mình vụ đựa rồi mình dán lên. Không? Vô thôi. Dạ đúng rồi. Sau khi mà xong rồi đúng không? Xong rồi mình sẽ bỏ qua món này như thế này. Mình sẽ bỏ một cái lớp clear lên như thế này. Khi mà mình bỏ lớp clear lên á, thật sự đang còn chảy vậy đúng không? Thì tất nhiên á mình vuốt nó sẽ bị cộm. Thì mình sẽ bỏ ra giấy một chút xíu, sau đó nó vừa đủ khô. Và khi nó vừa đủ khô á thì tất nhiên nó sẽ không bị cộm. Chị thấy không? Thì nó liền vô được cái cục bột đầu tiên ở trên cái móng ha. Đó, mình sẽ liền vô như thế này thôi. Đó, sau khi mà mình liền xong rồi đúng không, mình sẽ vuốt nhẹ cũng y chang. Oh my god, so beautiful ha. Dán cái lá dán lên sao rồi, hồi nãy miss cái đó. À, cái lá chị, ok. Thì tí nữa em làm qua ngón kia em cho chị coi ha. Đó. Cái này, cái lá này thì mới về đó. Trong cái hộp này chị xài nghiên thu luôn. Đó, đầy đủ luôn ha. Đó. À, tự nhiên cái bột đang còn ướt ha, mình đợi một chút xíu nữa ha. Nãy giờ em lăn xăng em bị miss cái đó rồi. Một chút xíu nữa, mình đợi khô một chút xíu nữa nha. Đó, sau khi xong rồi đúng không, mình sẽ vuốt nhẹ hai bên hông như thế này. Đó, mình sẽ vuốt nhẹ thôi. Nhớ mọi người nha, tại vì bột đang còn ướt mà mình vuốt á, nó đi mất bột chứ không phải là mình vuốt nữa, nó không còn bột ở trên móng nữa. Mà khi nó không còn bột trên móng nữa thì nó sẽ bị mỏng ha. Mà khi mà nó mỏng thì nó sẽ bị thiếu. Đó, nó bị gãy liền ha. Tự nhiên mình cảm thấy cái ngón này còn quá mỏng đối với mình. Mình sẽ cho thêm một lớp xíu mỏng nữa nha. Đó, mình nhớ mình phải canh cái độ dài nha. Nếu mà không có cái độ dài á, thì tất nhiên cái móng nó sẽ bị gãy. Đó, nó sẽ không có đều những cái móng khác nha. Mình phải canh được cái độ dài của cái móng. Và mọi người nhớ, những cái móng mà design tất nhiên không bao giờ mình đắp lên một lần là nó sẽ đều hết, mà mình bắt buộc phải chạy máy lại để làm gì, để mình canh ra được cái độ đều của cái móng ha. Đó. Hai anh Chu Lê Tú nha, hai Phi Lan Sản nha, hai mọi người khỏe không, khỏe hí, ok. Đó, mọi người thấy không, tự nhiên nó bột đang tính bắt mình vuốt đâu được, mình phải từ từ thấy không. Khi mà từ từ mọi người thấy không, bột nó sẽ rất là đẹp, rất là dễ thương ha. Đó, rất là dễ vuốt. Oh my god, so beautiful baby. Yeah, ok. You love it, ok. After this you can go Hawaii, ok. Đó. Thế là xong ha, thì nó đã có độ dày. Bây giờ qua cái ngón này mình sẽ cover lên. Mọi người thấy nó mỏng không? Rất là mỏng nha mọi người. Bắt buộc phải mỏng nha. Thì khi mình cover lên đó, thì nó vừa đủ dày bên mấy cái móng kia ha. Đó. Mình sẽ, cái ngón này á, mình sẽ lấy một cục, mọi người nhớ phải dùng cái crystal clear. Crystal clear nó trong nha. Còn mọi người dùng cái clear thường á, nó sẽ bị đục nha. Đó, mình sẽ bỏ cục bột lên như thế này, mình sẽ giữ 30 giây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, ok. Đó, sau đó mình sẽ đẩy lên ha, đó, đẩy nhẹ lên, cover lại hết từ trên xuống dưới, từ cái cuticle đi ra ngoài, cover everything, đó. Sau đó mình sẽ đẩy bột hai bên vào như thế này, nhớ phải có tạo cái độ dày là gì, độ dày, đó. Mình sẽ vuốt nhẹ như thế này, oh my god, so beautiful, you know.
Đó, mọi người thấy không? Khi mà mình cái bột nó vừa đủ khô, mình vuốt đi rất là dễ dàng luôn ha. Đó. Mọi người giúp cho anh, mọi người giúp Mai chia sẻ 50 đó. Come on now. Can I have one? Can I have one? Yeah. You feel it or not? No, you. Take a one. Here. No, no, no. Wait, no. Đó, thế là mình đã gì? Thế là mình đã khâu vừa lại được cái móng ha và có cái độ dài ha. Blue. Đó. Anh làm hai beautiful lên một cái là nó đó. Đó thì khi mà mình cover lên á nhìn nó sẽ bị đục như thế này, nhưng mà khi mà mình sơn top lên nó sẽ đẹp hơn nha. Hello Nhi Nguyễn, Nhi khỏe không? Ok khỏe hi, ok bye. À đó, ok nghe không, khách thích dạ quang. Bây giờ sơn mờ người ta xài nhiều lắm, tại vì giờ nếu mà anh đắp sơn thăm đắp cái dạ quang thì nó hơi khó làm, nhưng mà anh sơn lên một lớp thì nó khỏe hơn, thì nói chung nó đi tất cả rất nhiều màu. Đúng rồi, chai sơn tất cả màu nó giống như là cái top thôi mà. Ok bây giờ mình sẽ chuyển qua ngược cái ngón này ha, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua là cái blue bên này ha. Đó, mình sẽ đắp cái ombre lên này cho mọi người coi ha, để cái cách mà mình vuốt như thế nào. Đó, khi trên cái móng này mình sẽ lấy một bột dài cho anh một chút xíu nha, nhớ phải dài ha, đừng có mỏng quá. Còn cái này đặt gì nắm tay nha. Đó, mình nhẹ nhàng thôi. Blue hả? Em có blue, anh có blue này nữa rồi. Blue hả? Đó, nhẹ nhàng thôi. Nhớ là đừng có cho bột nó chảy xuống dưới. Khi mà nếu mà bột chảy xuống dưới hết á thì tất nhiên nó sẽ làm cho cái móng nó mỏng đi. Mình sẽ giữ cái bột ở cái thanh móng, giữa móng để làm gì? Để mình có bột để mình vuốt xuống nha. Đó, bắt đầu mình sẽ vuốt nhẹ xuống như thế này. 1, 2, 3. Sau đó mình sẽ đi từ hai bên xuống như thế này. Oh my god, so beautiful ha. Đó, so beautiful. Oh my god, look so beautiful. Mình sẽ vuốt nhẹ thôi. Oh, tự nhiên tới đây. Tự nhiên ngồi, tự nhiên tao thấy tao nhớ. Oh, ok. Bây giờ mình tới đây nó tự nhiên nó ướt quá, mình làm xong lại bây giờ mình vuốt tiếp đâu được. Có phải vuốt tiếp nó bị hẩm ở đây không? Có nhiều người làm cái móng này bị hẩm ở đây là cái nguyên do, là có nghĩa là bột đang còn rất là ướt mà vuốt là ở đây là bị hẫm lên. Mình nhớ là mình phải để cho bột nó khô một chút xíu. Khi trong cái thời gian mà bột khô á, thì mình có thể vuốt từ trên xuống tiếp để làm gì? Để làm cho nó smooth hơn đúng không? Mà nó smooth càng smooth thì nó càng gì? Càng đẹp đúng không? Ok, beautiful hả? Oh my god, looking so beautiful. Oh my god, so sexy hả? Đó, mọi người thấy không? Bột nó không bao giờ bị hẫm đâu, mọi người thấy không? Nó không bao giờ bị hẫm lên cái phần này nha. Đó. Đó, chờ đợi là gì? Chờ đợi là hạnh phúc nha. Đó, nghệ thuật là gì? Nghệ thuật là anh trăng mờ nha. À dạ, gần rồi chị. Dạ. Ok, đợi em chút, chưa. Dạ, cuộc sống này đau khổ lắm rồi chị. Đó. Đó. Ok, bây giờ nó đã đẹp rồi ha. Ok, bây giờ đẹp rồi. Hi, hello Vinh Tài nha. Vinh Tài khỏe không? Khỏe hi. Ok. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ cục pin vô nha. Đó, mình sẽ bỏ cục pin lên như thế này. Bắt đầu mình sẽ đẩy vào nhẹ vào cái critical. Mình sẽ vuốt bột nhẹ xuống như đây ha. Oh my god, mọi người coi vuốt này ha. Oh trời ơi, đẹp quá, so beautiful ha. Oh my god, looking so delicate. Anh có cái mà anh có màu Chanel chưa anh trai? Đó, anh nên mua màu Chanel đi, vuốt đẹp rất là dễ, vuốt tới đâu ra tới đó ha. Đó. Đó, đẹp lắm. So beautiful. Đó, đẹp quá ha. Đó, màu này rất là đẹp nha mọi người. Oh my god baby, so I love you know. I love it, this color, you know, to this color. How you can pick this nice color, you know? Yeah, okay. Okay. Đó, thì thế là xong rồi nha. Đó, và bây giờ mình sẽ qua cái gì? Mình sẽ qua cái móng mới. Móng mới là gì? Thì hồi nãy giờ bây giờ là hai cái màu blue ha. Bây giờ mình sẽ qua hai cái màu blue bên này nha. Màu blue bên này, màu pink ở giữa đây. Đó, mọi người thấy không? Màu pink ở dưới đây ha. Thì mình cho cái màu Chanel số 010. Chanel số 010 lên ha. Đó, tại sao mình làm những cái màu này trước để làm gì? Để tại vì tí nữa cái cọ mình không muốn đụng những cái design. Tại vì khi mà đụng những cái design nó sẽ bị dơ. Đó, bị dơ ha. Đó, bởi vì mình làm những cái ombre trước, những cái màu trước nha. Đó,
mình sẽ đưa nhẹ nhàng thôi. Mọi người thấy không, cục bột bỏ lên đâu đâu nằm ở đâu đó, bỏ lên là nằm ở đâu, là bỏ ở đâu là nằm ở đó nha, không bị chảy, không bị gì hết. Và vuốt ombre rất là đẹp đó, và cái màu da rất là dễ thương ha. Đó, mình sẽ vuốt nhẹ thôi ha. Ô, tự nhiên xuống cái nó bị ướt này, mọi người thấy không? Đó, thì nó sẽ dẻo hơn. Thì mình sẽ dồn bột vô giữa. Đó, mình sẽ tạo một cái đường nối như thế này để em gì, để cho nó chuẩn bị là ready to go. Ready to go ha, để là ready to go là gì? Ready to go để là mình vuốt. Right baby. Ô, tự nhiên ngón này nó mỏng quá không? Nhưng mà đối với mình, ô trời ơi, ngón này là hơi bị thiếu bột rồi đúng không? Thật sự là vừa đủ, nhưng mà đối với Smile là cái ngón này hơi bị mỏng rồi. Thì khi mà bị mỏng vậy thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ cho thêm một cái lớp bột lên nữa nha, nhớ nha. Đó, nhớ là mình khi mình làm thêm á, mình phải cho cái cục bột ở dưới nó smooth đã. Sau khi mình muốn tạo cái độ dài của cái móng thì mình sẽ cho một cục bột mới lên nữa. Để mình làm gì? Để tạo ra cái độ dài nha. Đó, thật sự đối mình lên là quá đủ rồi, nhưng mà thật sự phải cần cái độ dày. Nếu mà không có độ dày thì cái móng nó sẽ bị gãy. Đó, mình sẽ cho cục bột lên. Đó, đó, mình cũng để lên y chang ha. Đó, nhưng đừng có để cao quá, đừng có để cao quá cái yêu cầu thì nó sẽ bị cộm. Và khi mà nó bị cộm nó sẽ bị dày đi. Đó, mình sẽ từ từ với nó ha. Và sau khi đó mình sẽ vuốt nhẹ thôi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mình sẽ đi xuống nhẹ nhàng. Oh my god, so beautiful. Đó, đó, đi xuống nhẹ nhàng thôi ha. Đó, đó, bắt đầu mình sẽ vuốt ha. Đó, mình sẽ vuốt xuống từ từ thôi. Mọi người thấy không? Tự nhiên tới đây phải nó ướt, mình làm gì? Mình ướt thì mình phải từ từ lại đúng không? Đó, nhẹ thôi ha. Đó, cứ nhẹ nhẹ, cái gì nó cũng ra hết á. Đó, đẹp không? Rất là đẹp ha. Đẹp, đẹp, đẹp quá. Đó, thì bây giờ nó đã có cái độ dài thôi nha mọi người. Độ dài rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ qua cái ngón kia mình cũng làm. Mình sẽ làm. Đó, bây giờ mình sẽ qua ngón này ha, tại vì nó đang còn ướt á, mình sẽ bỏ qua ngón này, mình cũng làm y chang. Mình sẽ cho màu lừa, màu xanh, màu hồng lên ha. Đó, mình sẽ bỏ lên cũng là 70% ha. Mình bỏ lên. Đó, mình sẽ bỏ lên nhẹ nhàng thôi. Ô, ngón này lỡ mình lỡ mình bỏ cao quá thì mình làm sao? Mình có thể vuốt xuống nha. Đó. Ủa về rồi chị. Bây giờ làm lại nè. À, cỡ khoảng nửa tiếng nữa. Em chọc thôi chị, nửa tiếng có mấy phút à. Trời ơi. Là đứng chờ cái bọc. Ô, tự nhiên tới cái phần này gần xong này, em vuốt xong ngón này em vuốt làm cho chị ha. Ô, tự nhiên nó ướt ha, mình ăn gian, mình cứ lên vuốt trên tiếp nha. Để mình làm gì? Để mình đợi cho cái phần bột ở dưới nó khô. Đó, mà khi nó khô thì mình vuốt đi nó rất là dễ dàng, rất là đẹp, rất là dễ thương ha. Đó. Be careful. Ok, thế là mình đã xong được cái móng này ha. Thì bây giờ mình sẽ qua làm lại là hai cái ngón kia cho mọi người coi ha. Thì có cách như thế nào ha. Thì cái đồ cắt rồi chị biết rồi, gì nữa bây giờ em cắt qua cái màu này ha. Đó, em sẽ lấy cắt cũng lạ lắm chị nè, chị coi ha. Trước khi mình muốn cắt nhá, mình sẽ tạo ra một cái độ dày. Độ dày là gì? Độ dày từ đầu tới móng ha. Mình sẽ bỏ lên, mình sẽ giữ 1, 2, 3 từ 1 tới 30 second nha, giữ cục bột nha. Đó, mình sẽ đưa xuống nhẹ nhàng ha. Đó, sau đó mình sẽ đưa lên bột lên critical. Đó, ôm bột hai bên vô trước đã. Sau đó mình mới đẩy lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, sau đó mình sẽ ôm bột hai bên vào như thế này. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng, ơn là nhẹ nhàng. Đó. Chị nghe em nói chị nhức đầu không chị? Đó, em còn nhức đầu nữa đó. Đó, chị thông cảm nha. Đó, cuộc sống này đau khổ lắm rồi. Đó. Đó. Đó, vuốt nhẹ hai bên nha. Đó, khi mà người nhớ là khi mà mình cắt bột á, mình phải tạo ra cái độ dài một chút xíu nha, đừng quá mỏng mà đừng quá dày ha. Đó, đừng quá mỏng mà đừng quá dày. Cái này xin nha baby. Ok, you squid. Ok, thank you so much. Ok, bây giờ bên này ok, good, sao good. Ok, bây giờ mình sẽ đợi một chút xíu nha, khô một chút xíu ha. Sau khi mình đợi khô một chút xíu thì mình tất nhiên mình không thể làm qua ngón này được, thì mình sẽ dùng cái dao này. Đây là cái cách cắt bột ha, cắt để là mình đó, mình nhớ là mình nhúng vô cái liquid nhá. Nếu mình nhúng không được lấy quẹt con lấy cỏ quét ha. Dán cái mông á lên á là mình chỉ có bỏ cái cục bột xuống dưới này, mình định cái lá lên thôi hả? Dạ đúng rồi.
nhưng mà cái lớp bột ở dưới của chị phải mỏng. Đó, khi mình cắt á, để mà cho nó không có bị dính cái dao của mình á, mình phải quẹt một lớp liquid. Thì khi có lớp liquid nó không bị dính. Cắt không bị dính à? Đúng rồi, chứ không nó dính dơ lắm. Đó, thì thế là mình đã cắt xong rồi nha mọi người. Đó, mấy cái đó là cắt cắt tròn phải không? Cái miếng sắt với kia để cắt tròn. Dạ đúng rồi, nó em cắt oval á, nhưng mà em không có dùng tới cái này. Ok bên. Ok, thì khi mà chị làm cái này á, ok nãy giờ bên này là cái pin sao ha, bây giờ mình làm cái gì? Cái màu pin ở dưới trước. Đó, mình làm cái pin nha, nhớ là cái lớp mỏng thôi, đừng có dày quá. Tại vì khi mà dày quá nó bị cộm. Đó, mình cũng đập lên đi Trang ha, cũng mỏng thôi. Bữa trước có dán cái bông, nhưng mà dán sao cái bông nó không có cái lá đó, cũng giống cái lá này mà sao dán nó không có, nó bị nằm xuống luôn, nó thấy nó trong nó không thành cái lá. Hiểu không? Giống như cái lá nó bị em hiểu. Nằm xuống thấy nó clear luôn á. Dạ dạ, anh đi thẳng đây nè. Đây bên phải, bên trái nè. Nó không còn lại cái màu của nó. Anh nhớ bỏ 50 cent vô nha, nước nó mới ra. Đó, thì thấy là mỏng không? Sau đó mình cho một cái lớp lên. Mình đừng bao giờ để cho cái thằng này khô. Mình nó bị khô là chị dán lên nó in vô, chị nó không bị lên vô. Nếu mà cục bột thứ hai này nó hơi ướt này. Đó, từ từ thôi. Nhẹ thôi. Tại dán nó lên là thấy nó bị cái lá nó giống như nó thấm vô trong cái bột luôn á. Dạ đúng rồi. Nó ăn vô luôn, nó trong luôn, nó không có bị, nó không còn cái màu. Dạ đúng rồi. À, bắt đầu mình đi sai này. Muốn bỏ gì bỏ. Thoải mái chị. Đó, chị muốn bỏ gì bỏ thôi. Thì nó ướt rồi. Đó. Đó, chị muốn bỏ gì bỏ thôi. Đó. Đó vậy thôi. Đơn giản lắm. Nó ướt là giảm vô rồi. Đúng rồi. Rồi chị muốn bỏ những cái hột này thì bỏ thêm. Đó, vậy mấy thôi. Cái đó thì biết làm lúc mình đó. Làm sao mà nó bị nó trong okay. Bắt à. Trong cái thời gian này á, nó đang còn ướt là chị chưa có ịn được nha. Tại vì khi mà chị nó bị dính cái phần tay của chị vô ha. Chị phải đợi cho nó khô chút xíu thì mình bỏ lên sơ vậy thôi. Nó thật sự nó cái này nó có lòi lỗ thì mình cũng không sợ nữa, tại vì biết sao không? Tại vì mình cũng vũa lại mà, lo gì, đúng không? Đừng có sợ. Đó, tại vì khi mà mình sợ mình sẽ làm cho bột nó khô đi, mà khi nó khô đi á, nó sẽ không được như ý mình muốn, chị hiểu không? Đó, nghe thật là gì? Là anh Trăng lừa dối nhá. Đó. Anh này cười. Đó, mình bỏ bướm bỏ lên này. À, mình bỏ bướm lên, mình chặt lên 5 đồng nữa nha. Đó, khổ lắm. Khổ lắm. Đó, bỏ lên sơ rồi, đơn sơ vậy đó. Đó, là không ra rồi. Thấy không? Sau khi mình xong rồi đúng không? Mình xong rồi đúng không? Mình sẽ bỏ một cái lấy cái tay của mình này, in vô. Thì trong lúc đó bột nó không bị chạy nữa. Thì nó không bị bấy nhảy ra. Đúng, còn mà nó bột không có bị thấm ra luôn. Đúng rồi, khi mà bột nó còn ướt quá mà chỉ là nhánh á, nó thấm vô nó trong đúng rồi. Tiêu à. Nó đúng rồi. Vô trong nó trong đúng suốt rồi. Luôn, nó không còn cái lá. Về luôn á anh. À, chút xíu luôn. Sướng ha. Đời này sung sướng, anh quá sung sướng rồi. Làm rảnh rơi đi câu cá, không đi làm rồi cũng đi chơi ha, sướng ha. Đó, biết bao giờ em mới được như anh. Ngày nào em cũng ngồi như vũa neo hết, anh thấy cực không? Khổ lắm. Một đời không ai hiểu được á, bởi vì người ta nói đó, phần làm trai 12 bến nước hả? Đúng là 12 bến nước mà em thấy là mà em toàn thấy là 12 bộ neo không à. Đó. Đó, khổ lắm. Nếu mà xâm thao nó dán mà nó không có dính á, chị nhớ nha, chị bỏ một cái lớp clear lên những cái chỗ này. Chị biết tại sao không? Nó siêu lại. Cho nó dính, nó khô. Mà khi nó khô rồi á thì chị đắp cái clear qua nó không bị gì, bị chảy. Nhớ ha. Và xong. Để nó khô rồi mình mới đắp clear. Đúng rồi. Chảy chứ không là nó bị chảy cái design của mình đi. Đó. Ok, thì mọi người đây là bây giờ đây là cái này ha, tại vì mình cũng có công việc á. Thì bây giờ đây là những cái đơn giản design của mình ha. Thì mình có thể là mua những cái này để mình làm. Và đây là cái bộ nail đã xong rồi ha, những cái màu này. Rất là dễ thương nha mọi người, rất là dễ phối. Thì cộng với những cái design này thì cái số màu ở trên thì mọi người cũng thấy rồi ha, đã có sẵn rồi ha. Thì bây giờ mình chỉ cần mua những cái màu này với là những cái design này là mình làm ra thôi. Đó là những cái bông này ha. Đó, thì tại vì Smile có việc á, Smile chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha. Thì mọi người